Năm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, các địa phương trong tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp giúp các hộ nghèo, cận nghèo nâng cao thu nhập từ diện tích vườn của gia đình. Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có trên 134.000 m2 vườn tạp được cải tạo. Từ đầu năm đến nay, các địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai kế hoạch cải tạo vườn tạp năm 2023. Tính đến thời điểm này, tổng số hộ đã thực hiện là 386 trên 816 hộ, đạt trên 47% kế hoạch giao, đã cải tạo được trên 134.000 m2 vườn tạp, giải ngân gần 12 tỷ đồng, đạt 45,63% kế hoạch. Theo đánh giá, hầu hết các vườn đã được cải tạo để trồng các loại rau, củ quả, dược liệu, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản đều đang sinh trưởng và phát triển tốt. Trong thời gian tới, để chương trình cải tạo vườn tạp tiếp tục được đẩy mạnh và đi vào thực chất, các địa phương trong tỉnh thường xuyên kiểm tra, đánh giá các mô hình cải tạo vườn tạp, giám sát việc giải ngân vốn vay, nâng cao chất lượng, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân chủ động tự giác cải tạo vườn tạp, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết đề ra.